chào các bạn chào mừng các bạn đến với bài học thứ hai hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một phương pháp giao dịch tài chính được gọi là phương pháp phân tích kỹ thuật nó là phương pháp phân tích xu hướng của thị trường dựa vào dữ liệu trước đó mà thị trường hành động cốt lõi của nó là dựa vào hành động và tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư được thể hiện trên giá cả đã có trước đó kết hợp với nhiều yếu tố để đưa ra dự đoán về giá sắp diễn biến tiếp theo điều này hiểu đơn giản thế này con người có thói quen lặp lại hành động cũ ghi nhớ những thứ đã diễn ra có những thứ thậm chí trở thành phản xạ những hành động như nháy mắt kháy móng tay gãi đầu mỗi khi bối rối tất cả chúng là những phản xạ do thói quen trong giao dịch tài chính cũng tương tự các nhà đầu tư cũng có những giao dịch theo thói quen có người thích bắt đáy có người thích đi theo chen có người thích bắt sóng hồi những cái đó người ta gọi nó là tâm lý đám đông vì những thói quen đó mà giá cả sẽ được phản ánh trên những mô hình lặp đi lặp lại dựa vào đó chúng ta có thể dự đoán được diễn biến giá tiếp theo sẽ như thế nào được rồi những thứ tưởng như rắc rối đó các bạn sẽ thấy hết sức đơn giản khi các bạn học hết kiến thức mà tôi chia sẻ trên kênh này chúng ta sẽ vào khái niệm đầu tiên đó là mô hình nến nhật gọi là nến nhật vì nó được phát minh bởi một ông tổ trong nghề giao dịch ngũ cốc người nhật có tên là munhisa homma Mô hình nến nhật được hình thành từ dữ liệu giá theo cách như tôi mô tả sau đây. Nến nhật có hai loại, nến đỏ biểu thị cho thị trường giá giảm, nến xanh biểu thị cho thị trường giá tăng. Cấu tạo nến nhật bao gồm thân nến và tim nến, hai thành phần này, phản ánh những gì đang xảy ra trên thị trường. Điều này tôi sẽ trình bày chi tiết ngay sau khi các bạn đã được học xong về cấu tạo nến nhật nhé. Điều đó sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn những gì tôi nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đi và tìm hiểu cấu tạo nến nhật nhé. Đầu tiên giá mở cửa của phiên giao dịch được tạo ra bằng một gạch ngang. Tiếp theo giá sẽ tăng lên một ít, sau đó nó lại quay đầu giảm điểm. Điều này sẽ tạo ra cái tim nến phía trên. Nếu giá tiếp tục giảm sâu và sau đó tăng trở lại, nhưng không vượt quá điểm giá mở cửa. Điều này sẽ hình thành tim nến phía dưới và thân nến. Trường hợp này nến sẽ có màu đỏ, là một cây nến phản ánh thị trường giá giảm. Trái lại nếu giá có thể tăng mạnh trở lại, vượt qua cả điểm giá mở cửa, lúc này phần giá phía dưới điểm mở cửa sẽ tạo thành một cái đuôi dài bên dưới phần giá vượt qua điểm mở cửa sẽ tạo thành thân nến và đây là một cây nến màu xanh phản ánh cho thị trường giá tăng những cây nến đôi khi sẽ chỉ có một tim nến trên hoặc dưới hoặc chỉ có thân nến mà không có tim đó là sự phản ánh về xu hướng của thị trường nghe rất mông lung phải không đừng lo các bạn sẽ hiểu ngay khi tôi trình bày đến từng loại cụ thể tôi sẽ giải thích kỹ để các bạn dễ hiểu hơn được rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu mô hình nến đầu tiên đó là mô hình nến có tên hằng in man hay còn gọi là mô hình người treo cổ đặc điểm nhận dạng mô hình này như sau thân nến rất ít không có tim nến phía trên tim nến dưới rất dài dài hơn gấp hai lần thân nến trở lên nếu thân nến màu đỏ sẽ có hiệu lực mạnh hơn thân nến màu xanh vì đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đi vào chu kỳ giảm giá mô hình này chỉ được xác nhận là hoàn thành khi ba cây nến trước đó là chuỗi nến có quan hệ tăng giá và phải xuất hiện ở cuối của một chu kỳ tăng trước đó cây nến đứng ngay sau nó phải là một cây nến có mức giá mở cửa thấp hơn thân của nến hàng in man về tâm lý thị trường sẽ được giải thích như sau sau một quá trình tăng giá dài trước đó các nhà đầu tư gia nhập thị trường lúc giá thấp họ đã có một khoản lợi nhuận tốt dẫn đến tâm lý chốt lời làm cho giá giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn tuy nhiên vì cổ phiếu này đang có lực tăng rất hấp dẫn, nên sẽ luôn có những nhà đầu tư mới sẽ mua vào, điều này sẽ tạo lực đỡ khiến cho giá tăng trở một lần nữa. Nhưng khi lực mua không đủ mạnh, giá sẽ không vượt quá điểm mở cửa, hoặc mức vượt quá rất bé, dẫn đến thân nến rất ít. Chốt phiên sẽ tạo ra cây nến hàng in man. Phiên tiếp theo, các nhà đầu tư có lời, tiếp tục hạ giá để chốt lời và quản lý rủi ro, điều này khiến cho thị trường một lần nữa đi xuống các nhà đầu tư mới mua và cũng cần quản lý rủi ro, họ cũng sẽ phải cắt lỗ ở một mức cho phép. Điều này sẽ khiến cho tình hình giá ngày càng ảm đạm hơn. Chốt phiên là một cây nến đỏ, mô hình hoàn thành và có xác nhận dấu hiệu đảo chiều. Điều này tiếp tục diễn biến sau đó, và cũng chính dấu hiệu đó đã khiến cho tâm lý các nhà đầu tư nhận thấy xu hướng có dấu hiệu đảo chiều nên tiếp tục bán tháo tạo ra chu kỳ giảm giá. Trường hợp này là những chu kỳ trung hạn, nó thường không liên quan nhiều đến công việc làm ăn của công ty ở một khía cạnh khác khi một công ty làm ăn có lãi cổ phiếu sẽ tăng tuy nhiên trong quá trình hoạt động của bất kỳ công ty nào nó cũng chịu tác động của sự phát triển kinh tế chung vì vậy mô hình này cũng có thể xuất hiện ở những thời điểm có thông tin bất lợi hoặc có sự biến cố của nền kinh tế hoặc đến chu kỳ báo cáo tài chính hàng quý hàng năm của công ty những tâm lý như vậy cũng xuất hiện một số trường hợp có lực mua mạnh hơn lực bán, thì xu hướng tăng sẽ tiếp tục tăng trở lại. Điều này có nghĩa là tâm lý bên mua đang vững vàng hơn, hoặc có tin tức tốt hỗ trợ thị trường. Vân vân, chúng khiến cho nến xác nhận không xuất hiện và tạo thành hàng in màn lỗi. Như vậy khi mô hình được xác nhận, đó chính là dấu hiệu cho thấy các bạn nên chốt lời, hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để bán khống và ăn chênh lệch. Điều này tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở phần nâng cao hơn nhé được rồi bài học hôm nay kết thúc ở đây các bạn nhớ bật chuông cảnh báo và nhấn vào nút subscribe để theo dõi các bài học tiếp theo và hãy đừng quên like xe để ủng hộ tôi để mọi người cùng được học nhé